Mới đây, hai nạn nhân tại Hà Tĩnh đã trình báo cơ quan chức năng về việc bị một nam thanh niên chào bán 12 ô tô cũ đã chuyển tiền hơn 2,7 tỷ đồng, nhưng không nhận được xe và mất liên lạc. Chiêu thức lừa đảo của nam thanh niên ra sao? Xin mời quý khán giả cùng theo dõi và cảnh giác. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Nhật Linh, 28 tuổi, trú huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Linh làm nghề sửa chữa, mua bán ô tô cũ ở thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua các hội nhóm trên mạng xã hội, Linh làm quen hai người cùng nghề tại thành phố Hà Tĩnh. Linh gửi hình ảnh các xe ô tô cũ để chào bán. Khoảng đầu tháng 12 năm 2021, hai khách hàng vào thành phố Hồ Chí Minh gặp Linh để xem xe và mua bán bốn chiếc ô tô cũ thuận lợi. Sau khi lấy được lòng tin của khách, Linh tiếp tục chào bán xe ô tô cũ, cam kết trong vòng 3 ngày sẽ hoàn thiện thủ tục và gửi ra Hà Tĩnh. Tuy nhiên, sau khi hai khách chuyển tiền, Linh sử dụng số tiền để đánh bạc trực tuyến, trả nợ. Khi quá thời hạn giao xe, Linh ngắt liên lạc. Hai nạn nhân trình báo công an. Kết quả điều tra ban đầu xác định, Linh đã lừa bán 12 xe ô tô cũ, chiếm đoạt tổng số tiền trên 2,7 tỷ đồng.